Xin được kính chào các bạn khán giả của Techtrend TV. Lúc này thì tôi đang có mặt ở sân tập của đội tuyển Nhật Bản. Và đằng sau lưng tôi, như các bạn có thể thấy, rất đông các phóng viên của Nhật Bản đến đây để tác nghiệp trong buổi tập mở của đội tuyển Nhật Bản. Buổi tập dẫu chỉ được tác nghiệp 15 phút thôi nhưng cũng đã thu hút được rất nhiều giới truyền thông đến từ Nhật Bản. Vì sao? Đương nhiên rồi, lúc này họ đang đặt mục tiêu là vô địch Asian Cup 2023 và truyền thông nước họ rất quan tâm đến các hoạt động, đặc biệt là một buổi tập rất quan trọng trước thềm trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Trước khi bước vào những thông tin chính sẽ có trong buổi tập ngày hôm nay thì cũng rất trân trọng cảm ơn nhãn hàng Yoga Bola đã đồng hành cùng tôi trong chiến dịch này để các bạn sở hữu một chiếc áo của Yoga Bola hay những sản phẩm có trong bộ sưu tập của Yoga Bola đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam thì các bạn hãy truy cập vào trang web yogabola.com.vn. Các bạn có thể gọi điện đến số 1800 0021 và hỏi mua những chiếc áo của Yoga Bola. Các bạn sẽ được trực tiếp giảm 150.000 các sản phẩm của Yoga Bola nằm trong bộ sưu tập của đội tuyển Việt Nam. Và nếu các bạn nhập mã Techtrend TV, các bạn sẽ còn được giảm thêm 10% nữa sau khi giảm giá 150.000. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh chi tiết trong buổi tập của đội tuyển Nhật Bản. Đây là sân tập của đội tuyển Nhật Bản. Thực sự với các bạn là lúc mà mình đứng ở đây thì có một cảm giác là đẳng cấp hàng đầu, không chỉ châu Á đâu mà tôi nghĩ là một cái sân tập mà đẳng cấp hàng đầu thế giới. Mặt cỏ rất đẹp và nó cảm giác như đây là một sân thi đấu chính thức chứ không phải là sân tập nữa. Và điều đặc biệt là ngày hôm nay thì rất đông các phóng viên Nhật Bản có mặt ở đây. Như các bạn đã quan sát thì tôi tính ra khoảng tầm phải đến hơn 20 phóng viên từ báo điện tử, báo giấy, radio cho đến những người làm truyền hình. Họ thực sự quan tâm đến đội tuyển Nhật. Đơn giản thôi vì lúc này thì mục tiêu của đội tuyển Nhật tại Asian Cup đó chính là chức vô địch. Các phóng viên của Nhật Bản đang rất kỳ vọng rằng đội tuyển Nhật sẽ tung ra đội hình mạnh nhất gặp đội tuyển Việt Nam. Trận đấu đầu tiên của đội tuyển Nhật Bản chính là gặp lại người huấn luyện viên cũ, huấn luyện viên Philippe Thuzier, người đã từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup năm 2000. Và theo thông tin mình nắm được thì huấn luyện viên Thuzier của đội tuyển Việt Nam là huấn luyện viên duy nhất lúc này có chức vô địch Asian Cup trong số các huấn luyện viên đang dẫn dắt các đội bóng tại Asian Cup 2023. Quay trở lại với buổi tập của đội tuyển Nhật Bản thì lúc này các bạn có thể quan sát được các trợ lý của đội tuyển Nhật, họ đã xếp sẵn sàng rất nhiều những chiếc marker, những dụng cụ tập luyện để cho đội tuyển Nhật Bản sẽ chỉ việc bước ra thôi. Thật sự rất tuyệt vời, rất đẹp. Đã từng tác nghiệp trong rất nhiều các buổi tập rồi nhưng với Nhật Bản nó luôn là một cái gì đấy chuẩn chỉ các bạn ạ. Những quả bóng cũng được xếp rất có chủ đích để các cầu thủ sẵn sàng bước vào không gian tập luyện. Khu vực tập luyện của đội tuyển Nhật Bản là một dãy tổ hợp sân bao gồm 6 sân rất rộng. Và thực sự khi tôi đến đây thì tôi phải đi Uber và đi tìm mất rất nhiều thời gian mới có thể đến được cái sân tập này. Trợ lý của đội tuyển Nhật Bản tính ra quân số cũng rất đông, không thua kém gì số lượng các cầu thủ trên sân cả. Các bạn có thể quan sát được cả những người làm media, cả những người chụp ảnh riêng, những người quay video, cả những người chuẩn bị những chiếc khăn, chuẩn bị những chai nước, tất cả những người hậu cần. Tính ra cũng đã khoảng 5 đến 6 người rồi. Các trợ lý chuyên môn xếp marker cũng 4-5 người. Trợ lý chuyên môn cũng một nhóm và trợ lý thủ môn, người khác cũng một nhóm. Đây là buổi tập mà các phóng viên sẽ được phép tác nghiệp trong khoảng thời gian quy định của đội tuyển Nhật Bản. Và đây là buổi tập mà chúng ta rất may mắn được phép tác nghiệp bởi vì ngày hôm qua thì buổi tập của đội tuyển Nhật Bản là tập kín. Lúc này thì Nhật Bản đang hướng đến vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng tại bảng đấu của mình. Họ cùng bảng với chúng ta, đội tuyển Việt Nam cùng bảng với Indonesia và cùng bảng với đội tuyển Iraq. Những cầu thủ đầu tiên đã bước ra. Thành phần các cầu thủ của đội tuyển Nhật Bản thì có lẽ nhiều người hâm mộ Việt Nam biết đến những cái tên như là Mitoma, Minamino, Minamino, rồi Endo, Tomiyasu.
theo thông tin cập nhật lúc này thì Minamino là cầu thủ đã có mặt, trong khi đó thì Tomiyasu cũng như là Mitoma là những cầu thủ chưa thể trở về từ ngoại hạng Anh. Họ đang bận tập trung cùng các câu lạc bộ với Mitoma là thi đấu cho Brighton, còn Tomiyasu thì thi đấu cho Arsenal. Còn các cầu thủ khác của đội tuyển Nhật Bản thì cũng đều là những cầu thủ rất quan trọng, và 80% trong số đội hình chính thức của đội tuyển Nhật Bản đều thi đấu ở nước ngoài. Chỉ có khoảng 2 đến 3 cầu thủ ở đội hình chính thức của đội tuyển Nhật Bản theo thống kê là thi đấu trong nước mà thôi, nhưng cũng đều là những cầu thủ hết sức chất lượng. Theo tìm hiểu của mình thì đằng sau cái sự phát triển vũ bão của bóng đá Nhật Bản, đó là những cái con đường dẫn đến thành công rất đặc biệt. Và trong những năm gần đây thì họ đã có cái mục tiêu là đến năm 2050 họ sẽ vô địch World Cup. Đó là một mục tiêu. Lúc này chúng ta đang ở thời điểm năm 2024, tức là họ đã xây dựng một mục tiêu chiến lược khoảng 30 năm để có thể vô địch được World Cup. Nhưng đến thời điểm này thì các bạn thấy là họ đang mạnh lên, trông thấy khi World Cup vừa rồi họ đã đánh bại được đội tuyển Đức và thực sự gây ấn tượng với đội tuyển cả Tây Ban Nha nữa. Bây giờ gặp đội tuyển Nhật Bản thì có thể nói là rất khó khăn. Với đội tuyển Việt Nam thì có lẽ mục tiêu thực tế hơn cả thì có lẽ là một trận thua tối thiểu. Có lẽ là như thế. Nhiệt độ lúc này trong buổi tập của đội tuyển Nhật Bản rơi vào tầm 23 độ C. Trời có nắng và nắng thực ra nắng rất gắt, nhưng mà nhiệt độ thì lại tương đối dễ chịu các bạn ạ. Thực sự đây là một kiểu thời tiết mà rất thích hợp cho việc tập luyện cũng như là thi đấu. Tại Doha Qatar thì cái cảm nhận của mình nó là cảm nhận cực kỳ khác so với những nước Tây Á mình đã từng đến. Một cái ánh nắng rất gắt, tuy nhiên là một thời tiết rất dịu mát. Này thì đội buổi tập của đội tuyển Nhật Bản được công bố với các phóng viên vào 11 giờ sáng theo giờ Qatar ngày 11 tháng 1. Tuy nhiên là đội đã chính thức bước vào buổi tập muộn hơn khoảng 15 phút so với dự kiến. Và huấn luyện viên trưởng Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản lúc này cũng đang được rất nhiều người ủng hộ. Ông đã đưa đội tuyển Nhật Bản đến rất nhiều các trận đấu hay. Chính vì thế mà lúc này thì ông đang được tin tưởng tuyệt đối. Một chút nhắc nhở của huấn luyện viên Moriyasu trước khi đội tuyển Nhật bước vào buổi tập. Và theo quan sát của mình lúc này đã chứng kiến được hình ảnh của Endo, của Minamino, của Kubo, những cầu thủ hàng đầu bên phía đội tuyển Nhật Bản, thậm chí cả Ritsudoan, người đang có mái tóc vàng. Ritsudoan là một cầu thủ rất nổi tiếng và đã từng đối đầu với đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Ritsudoan đã từng thi đấu tại Asian Cup năm 2019 và chúng ta đã đối đầu với Ritsudoan rất nhiều lần rồi. Chắc chắn là những cầu thủ như Trọng Hoàng hay Đoàn Văn Hậu, những hậu vệ cánh, là những người nhớ Ritsudoan nhất, bởi vì Ritsudoan cũng thi đấu ở vị trí hành lang cánh. Nhưng có lẽ lúc này thì người ta quan sát kỹ hơn quả, đó chính là các cầu thủ như Endo trên màn hình các bạn. Cầu thủ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Liverpool, người đặc biệt là từng có thời gian thi đấu trong áo của Saint Jordan và ngôi dự bị tại Saint Jordan cùng Công Phượng. Đây là một câu chuyện hết sức đặc biệt của Endo, người đã từng được nhận xét ở các huấn luyện viên trước đây của đội tuyển Nhật, đặc biệt là các huấn luyện viên trẻ, rằng đây là cầu thủ tốt nhưng không thực sự quá nổi bật. Mặc dù vậy thì Endo đã tự tìm hiểu và khắc phục các điểm yếu của mình. Và theo tìm hiểu của mình thì Endo biết được rằng tốc độ của Endo không thực sự nổi bật. Chính vì thế mà Endo tập trung vào cách phát triển tư duy phán đoán. Và việc phán đoán tốt đã giúp cho Endo thực sự gây được ấn tượng với các huấn luyện viên. Và từ việc dự bị đến Saint Jordan thì các bạn thấy là bây giờ Endo đang là một trong những cầu thủ quan trọng của Liverpool. Và trước khi đến với Liverpool thì Endo từng là đội trưởng của câu lạc bộ Stuttgart của Đức. Một cầu thủ có thể nói là rất cố gắng và khắc phục những điểm yếu của mình. Endo là một cầu thủ tiền vệ nhưng không thực sự quá mạnh ở những đường chuyền, mà Endo nổi bật ở khả năng tranh chấp.
theo thống kê thì số lần tranh chấp bóng thành công của Endo tại thời điểm khoác áo Stuttgart là con số thuộc top 5 các cầu thủ tranh chấp bóng thành công nhiều nhất tại Bundesliga. Đó là một con số rất ấn tượng. Endo mặc dù là một cầu thủ ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng cũng có được những bàn thắng rất quan trọng trong màu áo của Stuttgart và mới đây là trong màu áo của Liverpool. Hành trình của Endo cũng là một trong những hành trình mà khiến cho các cầu thủ của Nhật Bản thực sự lấy làm gương. Và bây giờ thì Endo đang là đội trưởng của đội tuyển Nhật Bản rồi. Rất tuyệt vời, đây là Endo. Bên cạnh Endo đó chính là Kubo, người đã từng có thời gian khoác áo cầu thủ Real Madrid. Mặc dù vậy thì tại Real, Kubo không cạnh tranh được vị trí và đang thi đấu cho cầu thủ Real Sociedad. Tại Real Sociedad thì Kubo là một trong những cầu thủ quan trọng bậc nhất và đóng góp rất nhiều vào lối chơi của Real Sociedad, đội bóng đang thi đấu tại La Liga. Kubo có một thể hình nhỏ, tuy nhiên có tốc độ và khả năng đi bóng, kỹ thuật. Lúc này thì Kubo đang được mệnh danh là Messi của Nhật Bản, thậm chí là Messi của châu Á. Trên hình các bạn là Minamino, người đã từng có thời gian thi đấu tại Liverpool. Minamino cũng là một trong những cầu thủ đã gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Và mặc dù lúc này thì Liverpool không còn là câu bộ của Minamino nữa, tuy nhiên đội tuyển Nhật rất cần một cầu thủ chất lượng như Minamino. Thực ra thi đấu tại giải bóng đá ngoại hạng Anh là một giải đấu vô cùng khắc nghiệt và không phải cầu thủ nào cũng có thể thi đấu được với đẳng cấp cao như là Shinji Kagawa đã từng thi đấu trong đội hình chính của Borussia Dortmund dưới thời Jurgen Klopp, cũng đã không có thể, mặc dù có thể đến được Manchester United nhưng không thể duy trì và có được chỗ đứng tại Manchester United. Dẫu vậy thì cũng có thể thấy là đội tuyển Nhật Bản cũng đã sản sinh ra rất nhiều những gương mặt hàng đầu châu Á và thi đấu cho rất nhiều những câu lạc bộ hàng đầu thế giới rồi. Manchester, Liverpool ở ngoại hạng Anh, Real Madrid của Tây Ban Nha đều là những đội bóng hàng đầu thế giới. Hôm nay thì đội tuyển Nhật Bản đang bước vào bài tập đá bóng ma. Đây là nhóm các cầu thủ bao gồm Minamino, Endo, Kubo. Theo mình quan sát thì với những cái tên này thì dường như là những cái tên trong đội hình chính. Một số cầu thủ đang chấn thương phải tập ngoài nhưng không phải là những cầu thủ quá quan trọng của đội tuyển Nhật. Những chia sẻ mới nhất của huấn luyện viên trưởng Moriyasu nói rằng là đội tuyển Nhật sẽ tung ra đội hình mạnh nhất. Như vậy theo quan sát của mình thì cầu thủ đang tập riêng đó chính là Tomiyasu, người đang tập riêng như vậy rất xa. Đây là ông Moriyasu. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Nhật Bản lúc này đang hướng đến một triết lý kiểm soát bóng trước các đối thủ yếu như Việt Nam. Đội tuyển Nhật Bản lúc này đang chơi thực sự hay và có thể nói là hay nhất châu Á rồi. Trong các cái buổi trao đổi với các phóng viên tại trung tâm báo chí tại ở Asian Cup thì các phóng viên đều cho rằng Nhật Bản đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Họ thực sự rất mạnh. Chúng ta hãy cùng quan sát bài đá bóng ma của đội tuyển Nhật Bản. Đây là một bài tập mà với những ai quan sát thì các bạn có thể nhìn được là nếu những ai không chơi bóng thì dường như các bạn sẽ cảm nhận là tương đối giống các bài tập đá ma ở các câu lạc bộ tại V-League hoặc là đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên với những cầu thủ chuyên nghiệp thì họ cũng đã từng chia sẻ với mình rằng ở các đội bóng hàng đầu như thế này thì tốc độ của bài tập đá ma này là những cái tốc độ rất cao và để theo được thì thực sự khó khăn. Thậm chí nếu như không phải ở cùng đẳng cấp thì các bạn rất dễ bị hầm. Theo quan sát của mình thì ở đội tuyển Nhật Bản cũng có một số những cầu thủ nhập tịch, cầu thủ có bề ngoài rất giống với những cầu thủ châu Âu. Đây là những đôi giày của đội tuyển Nhật Bản. Các hãng giày của đội tuyển Nhật Bản cũng khá đa dạng và cũng giống với các hãng giày của đội tuyển Việt Nam thôi.
Adidas, Nike hay Puma. Ở Nhật thì lúc này thì họ đang có rất nhiều cách để tuyển chọn và lấy các cầu thủ lên đội tuyển, và đặc biệt là đào tạo cũng như là phát triển các cầu thủ trở thành những cầu thủ hàng đầu. Ví dụ có thể từ nguồn các trường đại học, các nguồn từ các trường trung học, và ngoài ra là nguồn đến từ các học viện. Đội tuyển Nhật Bản đang sản sinh ra rất nhiều những cầu thủ hàng đầu châu Á. Mitoma đang thi đấu cho Brighton là một trong những ví dụ rất điển hình. Mitoma lúc này đang là trụ cột của Brighton, và điều đặc biệt là anh trưởng thành từ bóng đá đại học. Đó mới là điều quan trọng. Chúng ta sẽ gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 14 tháng 1 tới đây. Và trước đó vào ngày 13 chúng ta sẽ có một buổi họp báo cũng như là buổi tập làm quen sân của đội tuyển Nhật Bản. Chúng ta sẽ còn một buổi được tác nghiệp nữa của đội tuyển Nhật Bản, một buổi tập vô cùng quan trọng. Thực ra cái việc mà làm quen sân thi đấu là một trong những cái việc mà nó cũng hết sức quen thuộc. Và thực ra việc làm quen sân sẽ giúp cho cầu thủ có được cái không gian cảm giác tốt hơn. Vậy buổi tập của đội tuyển Nhật Bản lúc này đã cho các phóng viên tác nghiệp được khoảng 15 phút, 25 phút rồi. Rất open cho các phóng viên. Họ cũng giống như các đội tuyển khác thôi, sẽ có những lúc open, sẽ có những lúc tập kín. Đó là điều cũng hết sức là bình thường. Chúng ta cùng chờ xem buổi tập tiếp theo nó như thế nào. Bài tập tiếp theo nó như thế nào? Đây là cái bài tập đá ma này thì chúng ta sẽ không thấy được nhiều những cái yếu tố chuyên môn, đặc biệt là về mặt chiến thuật. Nhưng mà với việc được tác nghiệp ở một cái thời lượng nhiều thì rất có thể chúng ta sẽ có được những cái bài tập nhiều tính chuyên môn hơn. Đây là Kubo. Đây là Minamino. Như vậy là đội tuyển Nhật Bản đã chia thành nhóm 4. Bốn nhóm và mỗi nhóm mặc một màu áo khác nhau. Theo mình quan sát thì đội tuyển Nhật Bản lúc này đã mang ra một cái sa bàn và chia thành các nhóm. Đây là nhóm có sự có mặt của Endo. Rất đa dạng các bài tập. Rất đông các trợ lý. Đội tuyển Nhật Bản mang sang Qatar lần này với nhiều hơn con số 26 cầu thủ, và họ sẽ loại đi một số những cầu thủ trước thềm bước vào giải đấu. Trước 6 tiếng trước thềm, trước danh sách thì các huấn luyện viên sẽ phải chọn ra 2-3 cầu thủ đăng ký thi đấu, 3 người dự phòng. Hôm nay thì rất tiếc đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ không có được một số những cái tên để tham dự giải đấu này, và đều là những cái tên rất sáng giá. Ở vị trí thủ môn là Đặng Văn Lâm, ở vị trí trung vệ là Quế Hồng Hải, ở vị trí tiền vệ là Hoàng Đức, ở vị trí tiền đạo là Tiến Linh. Đây đều là những cầu thủ có kinh nghiệm trong việc đối đầu với đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup. Asian Cup gần nhất thì cả ba cái tên vừa kể đều là bốn cái tên vừa kể đều là những người
đã từng gặp Nhật Bản và kinh nghiệm của họ chắc chắn sẽ giúp ích ít nhiều so với thời huấn luyện viên Chu Jae dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản. Thì lúc này họ đã mạnh lên rất nhiều rồi, vị thế của họ cũng đã được cải thiện trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên mặc dù vậy thì có nhiều người tại Nhật Bản cho rằng thời của huấn luyện viên Chu Jae dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản đó là một thế hệ vàng, và vẫn chưa có một đội tuyển Nhật Bản nào có thể vượt qua được thành tích mà huấn luyện viên Chu Jae mang về cho đội tuyển Nhật Bản lúc đó. Mặc dù vậy thì nhiều người lại cho rằng đội tuyển Nhật Bản lúc này mới là đội tuyển mạnh nhất khi có nhiều những cầu thủ thi đấu ở đội bóng hàng đầu thế giới. Huấn luyện viên Moriyasu lúc này đang có một cuốn sổ tay nhỏ và đang ghi chép khoảng cách tương đối giống với huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam trước đây. Theo quan sát của mình thì các cầu thủ của đội tuyển Nhật Bản mặc dù tập những cái bài tập khá liên tục và tốc độ cao, tuy nhiên thì các cầu thủ cũng tỏ ra tương đối thoải mái và không có dấu hiệu hụt hơi hay là mệt gì cả. Đây là những chi tiết hết sức đặc biệt, và có thể nói nền tảng thể lực của đội tuyển Nhật Bản là một trong những điều cực kỳ ấn tượng. Endo lúc này đang là tiền vệ phòng ngự cực kỳ quan trọng trong màu áo của Liverpool, sau khi mà một số cầu thủ của đội tuyển của câu lạc bộ Liverpool rời đi thì Endo đang là một trong những cầu thủ phòng ngự hàng đầu. Đây là sa bàn của đội tuyển Nhật Bản, như vậy là họ đã mang cả sa bàn ra để sẵn sàng cho việc tập chiến thuật trước trận đấu các đội tuyển Việt Nam, rất cẩn thận luôn. Họ mang sa bàn ra và để tập chiến thuật. Bây giờ sẽ là bài tập chia đôi đội hình đá đối kháng trong một phạm vi nhỏ, chúng ta sẽ cùng quan sát bài tập cuối cùng trước khi chúng ta phải dừng lại buổi tác nghiệp của mình. Các trợ lý đang làm việc và huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Nhật Bản ông Moriyasu chủ yếu là đứng quan sát mà thôi. Đây là một cách làm tương đối khác với huấn luyện viên Chu Jae. Như các bạn thấy là huấn luyện viên Chu Jae thường thường theo rất sát buổi tập và thậm chí là lao vào sân để có thể chỉnh đốn. Còn với đội tuyển Nhật Bản thì có lẽ đẳng cấp của họ tương đối cao và những động tác thường sẽ không phải chỉnh, mà chủ yếu là để cho các trợ lý làm việc của mình, và họ sẽ phải tiếp thu chiến thuật, sau đó là thực hiện theo giáo án. Những cách làm tương đối khác nhau, quan trọng nhất là hiệu quả của công việc. Nếu như đội tuyển Việt Nam của chúng ta giành được một trận hòa thì có lẽ đó sẽ là một điều cực kỳ thành công. Còn nếu như là một trận thắng trước đội tuyển Nhật Bản thì nhiều người nói rằng sẽ là một cơn địa chấn. Đây là bài tập chia đội hình đá đối kháng, và theo mình quan sát thì lúc này các cầu thủ chỉ sử dụng duy nhất một chạm mà thôi. Cầu thủ mặc áo bip màu trắng là người duy nhất được sử dụng nhiều chạm. Vì vậy ở cấp độ rất khác so với các bài tập mình từng theo dõi của đội tuyển Việt Nam. Bài tập các bạn thấy chỉ có một chạm, kể cả thủ môn chỉ có một chạm, tất cả cầu thủ chỉ một chạm mà thôi. Duy nhất người mặc áo trắng ở giữa là người được sử dụng nhiều chạm, còn lại tất cả chỉ một chạm, ở đẳng cấp rất cao. Chúng ta sẽ cùng quan sát bài tập này, và đây cũng là những hình ảnh thay cho lời kết của video trên kênh Tech Trend TV. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được những thông báo mỗi khi chúng tôi có những video mới. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.